website đào tạo forest xin chào mọi nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo forest tôi là trần quốc minh chủ website đào tạo forest com người duy nhất trên thị trường giao dịch forest này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua ở trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ được các giá trị giao dịch vận dụng này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có những giá trị duy nhất trên thị trường đó là giao dịch được thì phải chứng minh giao dịch không được, có nghĩa là không có giá trị để chứng minh trên thị trường. Không có chuyện Á quân Forex thế giới hay pro Trader hoặc thầy dạy Forex hoặc là chủ các kênh Youtube, chủ các diễn đàn Forex chia sẻ về những kiến thức, những phương pháp trên thị trường và sự thành công trên thị trường mà chỉ nói mồm dùng mõm mà những giá trị không có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, đánh giá, kiểm chứng ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thứ đó chỉ là những thứ lừa đảo, bịp bợm trên thị trường về đầu tư forex này mà thôi. Thị trường giao dịch forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có một thứ giá trị duy nhất đó là dễ là dễ mất tiền, đơn giản chính bản thân các nhà đầu tư sẽ phải tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch forex này nhà đầu tư phải hiểu rằng đây là cả một quá trình dài mà nhà đầu tư phải đồng hành trực tiếp có nghĩa là ngay từ những bước ban đầu trên thị trường tham gia vào nhà đầu tư phải đánh giá phải nhìn nhận và người chia sẻ họ phải trực tiếp chứng minh về mọi giá trị họ chia sẻ truyền tải cho nhà đầu tư để nhà đầu tư kiểm chứng và xác thực được rõ về những giá trị năng lực và những giá trị kết quả của những gì mà họ chia sẻ bên ngoài không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về hoặc đang học thì tiền ngay về về ngay tại lớp hoặc học vừa xong thằng thầy đéo chịu giao dịch mà đòi bản thân nhà đầu tư có thể giao dịch vận dụng được ở trên thị trường về đầu tư forex này tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này hãy đi chậm lại để nhìn nhận hãy đi chậm lại để đánh giá và thấy rõ về mọi giá trị ở trên thị trường tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường